Sáng ngày 24 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng hy vọng vì nạn nhân tai nạn giao thông. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, phấn đấu, rất nhiều đoàn viên thanh niên của Bộ Giao thông Vận tải đã nhiệt tình tham gia hiến máu với mong muốn góp một phần nhỏ của mình cho những người bệnh cần máu, đặc biệt là các bệnh nhân thiếu máu do tai nạn giao thông. À, bản thân tôi thì do là hiến máu lần đầu nên cũng có một chút hồi hộp. Thì mình cảm thấy cũng rất là vui vì hôm nay đã có một gọi là một chút cống hiến cho xã hội như là cho cộng đồng nói chung. Thì hôm nay đoàn thanh niên của Bộ Giao thông Vận tải phát động cái chương trình này thì mình cũng sẵn sàng tham gia ngay. Để cái mục đích chính là cũng là vì cái cộng đồng, mình có thể hiến máu của mình để cho những người người ta đang cần. Và mỗi lần đi hiến máu như thế này thì mình cảm thấy mọi thứ nó thật là ý nghĩa. Vì thứ nhất là mình cũng biết là bản thân mình là nhóm máu hiếm. Thì mình nghĩ chắc là sẽ rất nhiều người cần. Thì nên cứ 4 đến 5 tháng một lần mình lại đi hiến máu. Thông qua những hoạt động tình nguyện này, một lần nữa khẳng định tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng của tuổi trẻ Bộ Giao thông Vận tải. Những người không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì xã hội.